Trong tập 58, Thạch Hạo, Hòa Linh Nhi, Đại Hồng Điểu cùng nhau xuất phát từ Thánh Hoàng Cung. Thạch Hạo muốn tìm cách đột phá liệt trận trung kỳ. Tiểu Hồng có nói, năm tấm thượng cổ đan phương của Thạch tộc chính là trợ giúp đột phá. Đến Đại Hồng Điểu cũng phải vái lạy Tiểu Hồng một lạy. Nếu như dùng thảo dược trên đan phương rèn luyện cơ thể, dù cho có là bản huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trận, ngũ đại cảnh, bất luận cảnh nào cũng có thể trợ giúp đạt tới cực cảnh, giúp đột phá cấp độ tiếp theo nhanh hơn. Thạch Hạo lúc này lấy ra mấy tấm đan phương mà tổng trưởng đã đưa cho hắn khi tới Hỏa Quốc, đưa cho Tiểu Hồng. Đây chính là Kim Hạt, Ngân Minh Công, Hoàng Tuyền Trục, hoàn toàn đúng với những thứ mà Tiểu Hồng biết. Thì ra truyền thừa quý giá nhất của Thạch tộc đã không bị đoạn tuyệt. Đơn thuốc đã có, họ phải tới Dược Đô. Trong hoang vực, nếu có bảo dược khó tìm, đều sẽ về nơi đó. Đây chính là nơi hội tụ linh dược của hoang vực. Về phía Hỏa Linh Nhi, vừa đúng lúc nó tu luyện tới bình cảnh, có thể đi Dược Đô lịch luyện. Còn Đại Hồng Điểu bị Tiểu Hồng đốt cháy vài cái lông, nó lập tức đuổi theo nhóm Thạch Hạo. Đại Hồng Điểu đúng nghĩa là một con chim bốc phét nhất mà mình từng thấy. Tiểu Hồng sư tôn có nói, Dược Đô nguy hiểm trùng điệp, khi tới đó phải hết sức cẩn thận. Ngay lúc họ đang trò chuyện, có một cô gái bí ẩn mặc váy tím tiến tới. Thạch Hạo lập tức xuất thủ. Cuộc đối đầu có thể nói là cực kỳ ngôn tình của hai người bọn họ, khiến Hỏa Linh Nhi cực kỳ tức giận. Đám nam nhân đều là đồ ngốc. Hỏa Linh Nhi ra đạp cho Thạch Hạo một cái. Công kích và cách ăn mặc, Thạch Hạo đã nhận ra ngay. Đôi khuyên tai đã trải qua cường giả cực mạnh rèn luyện, uy lực mạnh hơn lúc trước. Cô gái này tới lấy găng tay mà tổ phụ cô là Thái Cổ Thần Sơn đã cho Thạch Hạo mượn. Thế nhưng Thái Cổ Thần Sơn đã làm trái lời thề. Lúc ở Bắc Hải đã muốn đưa Thạch Hạo vào chỗ chết, Thạch Hạo nói sẽ không trả găng tay lại cho hắn, rồi đuổi cô nàng đi, nếu còn đi theo sẽ bắt về thôn. Thế nhưng cô không rời đi, và đi theo nhóm Thạch Hạo đến cùng. Tiến tới Dược Đô, tiếng ồn ào của sự buôn bán vang khắp nơi, cựu đầu sư tử lúc này đã biến thành một phàm nhân để che giấu thân phận của mình. Và Dược Đô rất dễ gây phiền phức, hóa thành hình người khiến cho cựu đầu sư tử cảm thấy tự tin hơn. Họ cùng nhau đi ăn uống no say tại Dược Đô, cô gái áo tím cũng xuất hiện ở đây. Trong Dược Đô, Thạch Hạo đang bị truy nã. Trên lệnh truy nã có ghi Thạch đắc tội với Thần Huyết Lâu, được treo thưởng một số tiền lớn. Sa thủ đi ra từ Thần Huyết Lâu không thể khinh thường. Bọn họ tới từ các tộc, hết sức hung hiểm. Nhưng Thạch Hạo khinh thường nói, chỉ là một tổ chức sa thủ mà thôi, không cần để ý. Hoàng vực đại kiếp sắp tới, nhất định phải giải quyết cho xong trên 100 loại linh dược. Luyện chế tiểu niết bàn đan để đột phá. Nói rồi họ chia nhau ra đi tìm kiếm, trước mặt trời nặn sẽ tụ họp ở dưới chân núi. Hỏa Linh Nhi tìm kiếm gia thú, đó là một chí bảo khó kiếm, giá cả rất đắt đỏ. Đại Hồng Điểu thì bị hành cho một trận vì không có tiền cũng dám hỏi mua linh dược. Cựu đầu sư tử thì tranh thủ đi tán gái chỉ vì được khen đẹp trai. Nó đã mua hết thảo dược nhà cô nàng. Hỏa Linh Nhi thì phải năn nỉ người ta mới có được thảo dược. Đại Hồng Điểu phải bán dược thuê thì mới có được những thảo dược mà nó cần. Sau một hồi thu thập dược liệu, Hỏa Linh Nhi, cựu đầu sư tử và Đại Hồng Điểu đang trên đường tới chân núi, nơi hẹn trước của nhóm thì bất chợt xuất hiện một nhóm người. Chúng nói đây là địa bàn của thần dược môn, là người mới thì phải nộp thuế bảo kê. Chúng muốn lấy hết linh dược mà nhóm có được. Giữa ban ngày dám làm chuyện cuồng bạo. Tại Dược Đô thần dược môn cũng có tiếng tăm, muốn phản chỉ có con đường chết. Nói rồi chúng lao vào tấn công Hỏa Linh Nhi, cựu đầu sư tử và Đại Hồng Điểu. Một mình cựu đầu sư tử cũng đủ sức đánh bại mấy gã tay chân, nhưng không đơn giản chỉ là một cuộc ẩu đả đơn giản như vậy. Ngay lúc họ định rời đi thì xuất hiện một tên, hắn là đại sư huynh của lũ vừa bị nhóm Hỏa Linh Nhi đánh bại. Tên đại sư huynh lập tức tấn công nhóm Hỏa Linh Nhi, Đại Hồng Điểu lao vào tấn công thì bị một đòn công kích của tên này đánh bay. Cựu đầu sư tử thấy tên này khó đối phó, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, nó lao vào tấn công nhưng cũng bị một đòn đánh lùi mấy bước. Nó bay lên không trung sử dụng 6 ngọn hỏa công, trực tiếp đánh thẳng vào tên đại sư huynh thần dược môn. Nhưng hắn không hề hấn gì, hắn lao lên không trung, vận công, hai luồng kinh khí kinh khủng va chạm. Cửu đầu sư tử bị đánh văng lùi lại, rõ ràng là yếu thế. Cả ba bị hắn trói lại, Hỏa Linh Nhi vận hỏa lực đã phá được sự trói buộc. Họ lập tức bỏ trốn, nhưng thần dược đã bị nhóm người của thần dược môn chiếm đoạt. Lúc này ở phía ngoài, có một người đang ẩn nấp, đó là cô gái áo tím. Về phía Thạch Hạo, lúc này cũng đã thu thập đủ dược liệu,